Bắn giọng luôn nè, mở cánh đùi em ơi. Cánh đùi giờ nghĩ nó lòi cánh đùi chơi ghê này. Con này mà được vừa bắn cánh cao nó đã lắm em ha, cánh đùi. Chơi con này là xuống đá nè ha. Em bỏ vô cái lồng nó nhỏ lắm nè, nhỏ xíu rồi nè. Để cho nó còn gọn em cầm chơi cho nó đẹp vậy nè. Em chào buổi chiều tất cả anh em nha anh em ha. Thì ngày hôm qua em đăng một cái video nè. Thì rất may là được rất nhiều anh em ủng hộ em ha. Em cũng chia sẻ được một mớ chim cho anh em anh em ha. Bữa nay thì mấy con chim mới sao hè anh em cũng đem lên hết rồi anh em nè. Rồi em chia bữa nay là nhiều chuyện lắm nè. Em thằng em nó gửi cho em một số chim để đây nè, để em tiện mà để em chia sẻ với anh em á. Tại hôm bữa trước để bên nhà á anh em, thì em không có tiện quay nhiều anh em. Nhưng bữa nay là nó gửi cho em luôn anh em ha, để em tiện quay video để gửi cho anh em xem anh em ha. Đây là những con bảy màu anh em ha. Con này bèo đỡ bên này không? Bèo anh em ha, xiên lắm. Ngoài thì bên bảy em thấy nó kêu đấu nhiều lắm anh em. Còn những con năm màu anh em ha, năm màu nhà em cũng còn được mớ anh em ha. Thì hôm qua em có nói với anh em cái con là em bán, em chia sẻ cho ông anh ở Hà Nội anh em. Thì hôm nay anh đó đã điện là cho em ha, tại vì ngoài đó bão quá anh em, nên ảnh không có tiện chăm, nên em ảnh mới nhường lại cho anh em khác anh em ha. Thì ok, để bữa nay em sẽ quay lại con này để em chia sẻ cho anh em nha. Em thấy chưa? Con này phải nói là siêu rít anh em. Thấy chưa? Bộ hoa tre luôn. Xin cảm ơn em. Bé này là em chia sẻ mấy lần rồi, tại anh em không có nhìn nhỏ đúng thôi. Bữa nay em đây nè, kinh khủng luôn em. Rồi đây em đi, con này vậy mãi không cho em cũng là em cũng bó tay luôn nè. Có một cái con mà nó thái độ nó cực kỳ tốt luôn nè, kè em kè anh kè mà già nữa ha, kè mà lại coi anh em coi miệng này nè. Này như là bộ che luôn nha, anh em có luôn xếp gọn lên nè. Đó. Anh thấy mẹ không? Đó, như con tép luôn nha. Đây, đang kèm màu lạo nè mẹ. Anh em thấy đuôi thấy không? Xếp gọn không? Khô mình em thấy đuôi nó nhẹ, nó chụp đuôi ha. Con này thì lắm cái xấu chứ nè. Con này thực sự ra là nó nếu mà có thời gian ôm nó là cực kỳ ok nè ha. Chim thì thường tương đối nè, nó cũng có miệng này nè. Mình thấy miệng đâu nè. Con này tri ân cho anh em nha, anh em là nhanh tay anh em ha. 500k thôi, 500k gần luôn cái lòng anh em ha. Tri ân cho anh em là nhanh tay thì còn anh em ha. Thực sự ra con này hay nè. Anh em thấy cái đuôi nó gọn nè, lông nó hơi cũ xíu anh em, hơi cũ xíu thôi anh em, về thể lông có thể còn thay, chứ còn thái độ là không thể nào thay đổi được anh em ha. Con chim thái độ nó ok thì anh em chăm từ từ chơi cũng ok anh em ha. Rồi chia sẻ cho anh em nồi nhanh tay anh em ha. Đó. Thì như là em nói anh em, con chim thì anh em anh em nhà muốn em muốn cho nó chơi nhiều anh em. Thứ nhất là anh em có một cặp anh em ha, để có một con nữa để anh em kích thích cho nó chơi anh em ha. Đó, còn tối thiểu là phải có được con máy. Đó, anh em thấy là chơi trực tiếp, mình quay thì quay trực tiếp chứ đâu thể nào mà gắt ghép được đúng không anh em. Chim thì thường em nghĩ là giấc trưa là có thể để nó chơi mạnh nhất nha anh em. Anh em đi cà phê hay chỗ nào gì bất cứ vậy, khoảng 9 giờ sáng cho đi là bắt đầu nó chim nó chơi tới 12 giờ trưa anh em ha. Đó là căng anh em ha. Có anh em nhìn ra nó phải cánh rùi không anh em? Cái con này là cái con 15 ngày của em nha anh em. Nhìn coi cái cánh đó nè. Em biết được cánh rùi em là do nó sung như thế nè. Con này là con em đi bẫy 15 ngày anh em ha. Nó tới 15 ngày là con này em nuôi nó như 8 tháng anh em. Nó qua một đợt lông luôn, một sắc lông một rừng anh em ha. Anh em có nên em nhìn ra cánh rùi không anh em? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên em nhìn thấy giống cánh rùi anh em.
em cánh đấy nè em. Con này là em bảy nó 15 ngày nè em nuôi nó phải này khoảng 8 tháng rồi, nuôi hôm tháng 10 tháng 5 năm rồi nè. 8 tháng hay 10 tháng gì luôn rồi nè. 10 tháng rồi em ha. 10 tháng rồi. Có clip còn lại của nó nè là ấy luôn. Em ngồi giữ trong máy luôn. Em cái con này rất là hay em ha. Theo nó lực lên bờ xuống ruộng anh em. Đó. Rồi bây giờ nè cứ để vậy nè, để riết là không có bán được luôn, giờ không biết bán nhiêu cho vừa luôn, cũng muốn bán cái việc kỷ niệm luôn, bỏ vô cái lồng này anh em. Đó. Tôi đang nhìn sơ nhìn nhìn nhấp cánh rồi của ta. Đó, cái cánh đẹp không nè. Đó nè anh em coi em kè chỗ nào anh em coi em coi. Ở đây kè chim vô cho nó kích cho nó hót nhiều vô. À, lừa anh em về mua về anh em không biết chơi chắc không được. Anh em kia nói mình kè vô cho nó kích tặng nó về anh em mua là chết nè anh em coi anh đó. Cái nó chơi là đúng thời điểm mới chơi anh em ha. Đúng thời điểm mới chơi. Còn em quay clip thì chim lúc này chim mới đang chơi quay em quay chứ không lẽ đừng chờ nó không chơi em quay cho anh em xem đúng không? Thì rất lớn chạy chuyện quan trọng là cái tố chất hàng ngày nó đã thể hiện được bộc lộ được như vậy em ha, thì nó mới dám chơi em mới dám quay được chứ đâu phải từ từ khơi mà quay được đâu em. Đánh rồi anh em thấy đánh rồi không đó đó trực tiếp nè bắn giọng luôn em đánh rồi em ơi. Cánh đùi giờ nó lòi được cánh đùi chơi ghê này. Con này mà được vừa bắn cánh cao nó đã lắm em ha, cánh đùi. Chơi con này là xuống đá nè ha. Em bỏ vô cái lồng nó nhỏ lắm nè, nhỏ xíu rồi nè. Để cho nó gọn gọn em cầm chơi cho nó đẹp vậy nè. Con này khá là sung nè ha. Chim lông mới tinh luôn nè mày. Lông cái vàng ươm lên nè, lông mới nè. Ngực nó chí đẹp luôn nè. Thì bóng ngay ra đó, lòng đẹp nha. Cái này gimbal xóa sẻ cho anh em nè, lòng mất tinh luôn nè. Thì những con 5-7 màu vậy nè. Thì qua nó đàn em nó nói là bây giờ tay cám cứng là 200 anh em ha. Phải không ta? Nó không phải 200 đó ta. Tấu cám cứng là như có 150 anh em ơi. Với lại cái lòng là 80 nha là 230 anh em ha. Thì được mà nó chia đưa cho em mấy câu đây nè. Anh em chia sẻ anh em ha. Anh em nào có chơi 7 màu thì anh em hú em ha. Là combo như vậy là chỉ có 230.000 anh em ha. 230 là có áo lòng luôn như nè. Đó, anh em nào mà có chơi thì có thể em gửi cho anh em nha anh em ha. Thì em cũng cơ bản là em muốn là anh em mình có để anh em quay anh em. Chứ còn để ở nhà nó thì mình đi tới đi lui nó mất thời gian anh em ha, bất tiện anh em ha. Nó nhờ bán giùm anh em ha, chia sẻ cho anh em đi trang vậy. Thì là 230 combo anh em ha, có áo lòng đồ đầy đủ cho anh em nha. Lòng mới như nè, nó sợ lòng mới ra là chưa có phân luôn nè. Đó, thì 230 một bộ 7 màu như nè, 7 màu cắm cứng anh em ha. Nè, còn bộ cắm cứng như nè. Đó. Anh em nào có nhu cầu cho 7 màu thì anh em alo cho em nha anh em ha. Rồi, đây là 7 màu gọi là nó là chuột cốt nha em. Mỏi nha. Rồi anh em ha. Ngày hôm nay thì em chia sẻ cơ bản với anh em thôi. Anh em nào có nhu cầu tuyển chim 5 màu hay 5 màu anh em thì bên em có những dòng chim từ 200.000, 300.000, 500.000, 700.000 em ha. Rồi thì theo chim anh em ha, thì theo dòng ha, anh em nào có nhu cầu chơi
năm màu nè, bảy màu nè, hay là đầu đỏ. Em có đầu đỏ nè, đây em mới mua vườn chim mồi để em đi bảy cho em chia sẻ em ha. Đó, anh em nào có nhu cầu chơi thì anh em alo cho em ha, số alo em ghi trái màn hình đó. Chia sẻ anh em nha, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em ha, alo trực tiếp cho em để anh em mình cùng nhau chia sẻ em ha, cùng nhau hỏi chia sẻ kinh nghiệm nha, để anh em mình chơi bộ môn này em ha. Đó, em cũng cảm ơn các anh em đã xem video em ha, chúc anh em buổi chiều tốt lành anh em ha, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo em ha.